Công ty No xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lại giới thiệu đến các bạn một đơn hàng khác mà Ino cung cấp. Đây, nếu các bạn có theo dõi trang của Ino thì các bạn cũng sẽ biết đây là cảm biến đo độ pH của hãng Sensorex. Sensorex là một hãng của Mỹ và chuyên sản xuất các loại cảm biến, đặc biệt là cảm biến đo pH. Với model ngày hôm nay mình đang có đây là model S8000CD. Nếu các bạn đang có nhu cầu về cảm biến đo độ pH hoặc các sản phẩm của hãng Sensorex, hãy liên hệ ngay với Ino để được tư vấn và báo giá. Xin cảm ơn.